Thưa quý vị và các bạn, trong rất nhiều những căn bệnh mà chúng ta mắc phải thì tăng tiết mồ hôi chính là một căn bệnh chịu nhiều sự tác động của thời tiết cũng như là những tác nhân bên ngoài. Vậy làm thế nào để có thể khắc phục tình trạng tăng tiết mồ hôi trong mùa hè? Hãy cùng tìm hiểu trong phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Theo các chuyên gia y tế, cách chữa trị tăng tiết mồ hôi vùng nách hiệu quả nhất tại nhà vô cùng đơn giản, tiện dụng, lại đạt hiệu quả cao, cần đảm bảo hai yếu tố là ngăn tiết mồ hôi và khử mùi, đặc biệt phải an toàn với bất kỳ người nào có làn da nhạy cảm nhất. Bộ dược mỹ phẩm Namvin được giới chuyên gia phân tích và đánh giá cao với thành phần được chiết xuất từ thảo dược, được trồng theo phương pháp hữu cơ như lá trầu không, cao khô đương quy, xuyên khung. Trong đó, lá trầu không có tác dụng rất tốt trong việc khử sạch mùi hôi vùng da dưới cánh tay. Thảo dược này có vị cay nồng, có tác dụng tiêu viêm, kháng khuẩn, sát trùng, ngăn chặn quá trình tiết mồ hôi dưới da, giữ vùng nách luôn khô thoáng. Chúng ta biết là làm thế nào để cho những cái vùng mà như vùng nách chúng ta chẳng hạn là những vùng của cơ thể rất có thể là những cái lúc mà ra mồ hôi trời nóng thì gây tình trạng có mùi cơ thể và rất là khó chịu. Như vậy thì những cái thảo dược mà chúng ta phải kể tới đây là trầu không. Bản thân trầu không thì qua cái nghiên cứu người ta thấy rằng trầu không có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm và làm sạch thông thoáng một cách tự nhiên cùng với thành phần của đương quy vừa có tác dụng hoạt huyết, dưỡng huyết. Như vậy thì cả hai thành phần này hỗ trợ lại với nhau làm khử mùi hôi ở những vùng nách và giúp cho vùng nách chúng ta thông thoáng, và những cái thành phần này hoàn toàn từ tự nhiên nên rất an toàn cho người tiêu dùng và hoàn toàn không có tác dụng là ví dụ như kích ứng đối với da ở vùng nách thì hoàn toàn không có triệu chứng này. Nên tôi nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm rất là hiệu quả giúp cho những người mà có những cái mùi hơi khó chịu và làm thông thoáng ở những vùng nách của mình. Tôi đã bị hôi nách 2 năm rồi. Căn bệnh này nó khiến tôi rất là mất tự tin, ngại giao tiếp cũng như ảnh hưởng đến chất lượng công việc và cuộc sống. Từ khi biết đến sản phẩm xịt nách Namvin, tôi đã yên tâm sử dụng và cho đến bây giờ tôi đã khỏi hẳn. Hơn thế nữa, sản phẩm này hoàn toàn chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên, an toàn và lành tính, cho nên mọi người có thể yên tâm sử dụng. Tôi muốn giới thiệu sản phẩm cho tới tất cả các bạn bè tôi có thể biết và an tâm sử dụng. Trong quá trình tìm hiểu thì Giang cũng đã tìm được một sản phẩm khiến Giang rất là ưng ý. Cho tới nay thì cơ thể hoàn toàn sạch sẽ và khô thoáng và Giang rất sung sướng nên chia sẻ ngay với mọi người. Đó là xịt nách Namvin. Giang đã dùng cái xịt nách Namvin này được 3 tháng rồi và có 3 đặc điểm mà khiến Giang cực kỳ yên tâm và cực kỳ thích khi sử dụng cái Namvin này. Điều đầu tiên đó là Giang rất là ưa chuộng những sản phẩm từ thiên nhiên và Namvin thì đáp ứng được điều đó. Có các cái thành phần chiết xuất từ thiên nhiên như là trầu không hay là xuyên khung rất là an toàn và lành tính cho da. Mọi làn da đều có thể sử dụng được. Cái thứ hai đó là Giang mẫn cảm với các loại mùi cho nên không thể nào sử dụng được những sản phẩm có mùi hóa học. Và cái Namvin này thì nó lại có mùi thiên nhiên rất là dễ chịu và dễ sử dụng. Đó là điều mà Giang khá ưng. Và cái thứ ba đó là mọi người có thể nhìn thấy là cái chai bé bé xinh xinh như thế này dạng xịt, sử dụng rất là dễ mà chúng ta mang đi đâu cũng dễ. Giang dùng cái túi nhỏ như thế này mà cho vào túi, mình mang đi khắp nơi được cho nên là rất là tiện dụng. Từ ngày có Namvin thì Giang tự tin hơn hẳn. Đến mùa hè có thể diện bikini hay là áo 2D các thứ tẹt ga luôn. Không còn phải sợ là da mồ hôi hay là có mùi khó chịu nữa. Mà đặc biệt là khi mà sử dụng Namvin thì cái vùng da dưới cánh tay cũng như là những cái vùng da mà Giang sử dụng trên cơ thể ấy, nó cũng sáng lên và đều màu da hơn, thẩm mỹ tốt hơn. Và đặc biệt là cái vùng da dưới cánh tay và những cái vùng da mà Giang xịt Namvin ấy thì nó đều sáng lên trong thấy, nó đều màu da hơn, khiến cho cơ thể mình nó cũng đẹp hơn. Bây giờ thì Giang rất là tự tin vào mùa hè thì lúc nào mình cũng khô thoáng, không cần phải mang thêm quần áo hay là không cần phải lau rửa như mọi lần nữa. Vì thế mà Giang rất là muốn chia sẻ với mọi người để cho những người có cùng với cảnh ngộ như Giang có thể tìm được một sản phẩm phù hợp với mình để cải thiện được vấn đề mồ hôi cũng như là mùi cơ thể. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.